vì sao người ta không thể lấy được người mình yêu. Một hôm, có chàng trai trẻ đến thăm nhà hiền triết và hỏi ngài rằng: vì sao người ta không thể lấy được người mình yêu? Nghe câu hỏi của chàng thanh niên, nhà hiền triết mỉm cười, nhìn cậu và đáp: để có được câu trả lời, con hãy đi đến cánh đồng hoa đằng kia và chọn bông hoa nào mà con tin là đẹp nhất rồi mang về đây. Nhưng con chỉ được phép tiến lên phía trước mà không được quay đầu lại để nhìn xem nên ngắt bông nào. Chàng trai đi đến cánh đồng. Khi đi được một đoạn, cậu nhìn thấy một bông hoa rất đẹp, định hái ngay mang về. Nhưng cậu lại băn khoăn tự hỏi, liệu còn bông nào đẹp hơn nữa không? Phân vân, cậu bỏ qua và đi tiếp. Sau đó, quả thật cậu lại nhìn thấy một bông hoa tuyệt đẹp. Nhưng cũng như lần trước, cậu lại nghĩ rằng có lẽ còn những bông hoa khác đẹp hơn vẫn đang chờ mình ở phía trước. Thế rồi, khi đã đi quá nửa cánh đồng, cậu bắt đầu nhận ra các bông hoa bây giờ đã không đẹp bằng bông hoa mà cậu đã bỏ qua. Cậu đã bỏ lỡ những bông hoa đẹp nhất, trong khi cứ mải miết tìm kiếm, kén cá chọn canh. Vì vậy, khi trở về gặp lại nhà hiền triết mà không mang theo bất kỳ bông hoa nào trong tay, cậu buồn bã kể lại sự việc cho ông nghe. Nhà hiền triết ôn tồn rằng: con đã cố công tìm kiếm bông hoa đẹp hơn, trong khi đã bỏ qua những bông đẹp nhất. Khi nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ cơ hội, con lại không thể quay đầu trở lại một lần nữa. Đây chính là sai lầm phổ biến nhất của con người khi họ yêu ai đó và đánh mất người tốt nhất trong cuộc đời mình. Nghe thế, chàng trai trẻ liền đáp: điều đó có nghĩa rằng con người ta không nên yêu chăng, thưa thầy? Nhà hiền triết lại mỉm cười trả lời: không phải, ai cũng có thể yêu nếu tìm được người phù hợp với mình. Nhưng nếu thực sự yêu ai thì họ nhất định không nên để mất người đó chỉ vì nóng giận, vì cái tôi hay vì sự so sánh với những người khác. Chàng trai lại hỏi tiếp: làm sao người ta có thể lấy người mà họ không yêu? Nhà hiền triết tử tốn đáp: để trả lời câu hỏi này, con hãy quay trở lại cánh đồng một lần nữa và chọn lấy bông hoa to nhất rồi quay về đây. Chàng trai trở lại cánh đồng, rút kinh nghiệm từ lần trước, anh cẩn thận dặn lòng không lặp lại sai lầm một lần nữa. Khi đến giữa cánh đồng, cậu chọn lấy một bông hoa cỡ trung bình mà cậu thấy hài lòng, rồi quay trở về chỗ nhà hiền triết. Cậu kể lại cho nhà hiền triết về sự việc lần này. Nghe xong, ông nói: lần này con đã không còn trở về với hai bàn tay trắng nữa. Con đã chọn được một bông hoa hợp với mình nhất. Con đã đặt niềm tin vào sự lựa chọn này, vì con cho đó là lựa chọn tốt nhất cho mình. Đây chính là cách người ta chọn lựa ai đó để tiến đến hôn nhân đấy. Chàng trai cảm thấy vô cùng bối rối. Nhà hiền triết thoáng nhìn thấy điều đó, liền hỏi: bây giờ còn điều gì khiến con phải băn khoăn nữa? Chàng trai đáp: con băn khoăn không biết sự lựa chọn nào tốt hơn, lấy người mình yêu hay yêu người mình lấy. Câu này thực ra rất dễ trả lời. Khi con có đủ dũng khí đối diện với nó, mọi vấn đề đều trở nên nhỏ bé. Hãy cố gắng lấy người mình yêu, đừng bao giờ đánh mất họ. Và nếu không thể lấy người mình yêu thì tốt nhất nên trân quý người mình đã chọn làm vợ suốt cuộc đời này.